Xin chào tất cả anh chị đã đến với kênh YouTube của Đoàn Thanh Khánh. Ngày hôm nay Khánh sẽ hướng dẫn các anh chị thao tác chi tiết cái phanh tay điện tử trên phiên bản Xpander 2022. Một trong những cái trang bị mà nâng cấp đáng tiền nhất cho phiên bản Xpander đó là hệ thống phanh tay điện tử tự động và tính năng giữ phanh tay. Thì với cái tính năng này thì nó sẽ hoạt động như thế nào, có những ưu và nhược điểm ra sao và những lưu ý như thế nào, thì trong video ngày hôm nay Khánh sẽ bóc tách ra và cũng như hướng dẫn các anh chị thật là chi tiết. Mời các anh chị đón xem video. Khánh xin phép giới thiệu, hiện tại Khánh là tư vấn bán hàng cũng như là huấn luyện nội bộ của nhà phân phối Phương Nguyên. Thì trong video ngày hôm nay, Khánh và các anh chị sẽ tìm hiểu cũng như là thao tác cái phần phanh tay điện tử tự động và tính năng hỗ trợ giữ phanh đó là Auto Hold. Mời các anh chị đến với nội dung chính của video ngày hôm nay. Đầu tiên phải nói đó là cái thiết kế mới sẽ giúp cho các anh chị cảm giác là thích hơn rất nhiều khi mà các anh chị ngồi ở vị trí chiếc Xpander phiên bản 2022 này. Cảm xúc của Khánh cũng như tất cả các khách hàng mà những cái ngày ra mắt đầu tiên của chiếc Xpander đều có một cảm xúc đó là wow với một cái thiết kế mới và cái sự nâng cấp trên cái phanh tay điện tử này, cái mà gần như là những cái phiên bản trước đó nhiều anh em chê nhất. Tiếp theo là về những cái lợi ích mà cái phanh tay điện tử này có thể mang lại cho các anh chị hơn so với phanh tay cơ, đó là sẽ giúp cho các anh chị ít thao tác hơn rất là nhiều khi mà các anh chị sử dụng xe, và gần như rất là tự động và giúp cho các anh chị còn an toàn hơn trong quá trình vận hành xe nữa. Thì Khánh sẽ giải thích như thế nào mà nó an toàn hơn ha. Với phanh tay điện tử này á, gần như các anh chị sẽ tránh đến gần như là tuyệt đối cái vấn đề đó là quên hạ phanh tay xuống. Nếu mà trong quá trình lâu mà các anh chị đi á, những tài mới á, mà quên á, thì khả năng cao nha sẽ bị cháy bố và cần phải là đi thay thế lại thì cũng sẽ tổn hại về cái tiền bạc của mình ha. Còn cái phanh tay điện tử này á, gần như là nó sẽ triệt tiêu cái việc là các anh chị là quên hạ phanh tay. Khi mà các anh chị chỉ về R, N hay là các anh chị tiến hay lùi á, chỉ đạp trên ga thôi là phanh tay sẽ tự động nhả các anh chị. Khánh sẽ trực tiếp thao tác cho các anh chị cái phần phanh tay điện tử này nó sẽ hoạt động như thế nào và cái mức độ tiện ích nó mang lại trong quá trình các anh chị sử dụng xe ra sao. Đầu tiên phải nói đó là phanh tay điện tử của chiếc Xpander phiên bản 2022 này là hoàn toàn tự động. Tự động như thế nào ha? Thứ nhất, ở đây thì cái nếu mà để đảm bảo an toàn ở tất cả các dòng xe trang bị cái phanh tay điện tử á, thì nó đều yêu cầu các anh chị đó là thắt dây đeo an toàn ha. Rồi khi mà các anh chị từ vị trí B này, các anh chị qua vị trí N hoặc là R tiến hay lùi ha, thì cái phanh tay điện tử này vẫn hỗ trợ các anh chị giữ. Tuy nhiên các anh chị không cần phải cái thao tác đó là hạ phanh tay bằng nút bấm trực tiếp này, mà các anh chị chỉ cần nhóm nhẹ trên ga thôi. Đây Khánh giả dụ nè, đây là Khánh để vị trí D nè, Khánh chỉ cần nhóm nhẹ trên ga thôi. Em quay được cái cần số và cái xe để chạy không? Được đúng không? Rồi, đây Khánh sẽ nhóm nhẹ trên ga nè, nhóm nhẹ trên ga nè. Rồi phanh tay được hạ ngay lập tức luôn ha. Nó gần như nó không có một cái gì mà cái điểm ngắt quá lớn để các anh chị cảm giác là nó bị giật tới ở phía trước. Đấy, nó rất là êm ái ha. Ngoài ra cái phanh tay điện tử này nè, khi mà các anh chị về vị trí B nè, phanh tay điện tử sẽ tự động được kích hoạt cho các anh chị luôn. Và cái cảm giác cái chân phanh của anh chị này nó sẽ hạ thêm một xuống chút xíu là các anh chị có thể thả cái chân thẳng ra. Rồi ở đây các anh chị không cần thao tác luôn. Còn nếu trong trường hợp mà các anh chị muốn thao tác á, thì các anh chị cũng rất là dễ dàng ấn một nút bấm đây ha. Thì các anh chị có thể là hạ phanh tay hoặc là kéo phanh tay bằng chỉ một cái lẫy thôi, thay vì là phải sử dụng lực ở cái phiên bản trước đó. Rồi với cái tính năng auto này á, thì các anh chị có thể tắt được ha. Tắt ở đây thì các anh chị lưu ý nè, nếu mà các anh chị nhận xe á, trong trường hợp mà các anh chị không thấy cái tính năng auto tự động này á, thì các anh chị kiểm tra giúp Khánh ha. Các anh chị có thể nhấn giữ kéo xuống để tầm khoảng 5 giây thì trên màn hình tắp lô nha. Đây nó sẽ thể hiện nè, nó ốp cái phần auto khi mà chuyển về B. Rồi khi mà các anh chị muốn mà bật lên lại, các anh chị sẽ kéo giữ đâu đó tầm khoảng 5 giây, rồi các anh chị sẽ kích hoạt lại cái tính năng auto này ha. Đó, rất là nhiều khách hàng mà khi nhận xe á, là Khánh cũng có giới thiệu rất là nhiều trong những cái video Khánh lái thử cũng như cho khách hàng trải nghiệm, thì hỏi Khánh tại sao là khi mà về B á, nó lại không tự kéo mà phải tự động kéo lên. Đó, thì nếu mà các anh chị gặp trường hợp y như vậy thì các anh chị giúp Khánh là kéo lên để mở on và kéo xuống để ốp cái tính năng auto tự động này. Rồi tiếp theo về cái phanh tay điện tử thì sẽ có thêm một cái tính năng đó là Auto Hold, hỗ trợ giữ phanh. Với cái tính năng này nó sẽ hỗ trợ cho các anh chị suốt quá trình di chuyển.
Ở đây các anh chị sẽ kích hoạt bằng một nút ấn ở đây. Ở đây thì các anh chị sẽ thấy màu cam này, nó sẽ hiện lên này. Yêu cầu của nó thì bắt buộc mình phải thắt seatbelt nha các anh chị. Đây, thắt seatbelt, nếu trong trường hợp khánh thả seatbelt ra này là nó không không cho ha. Mình phải thắt seatbelt lại và mình kích hoạt lại này, anh kích hoạt này. Rồi, khi mà các anh chị kích hoạt thì chữ horn màu trắng sẽ được hiện ở đây. Với chữ horn này màu trắng thì thể hiện đó là cái tính năng chờ nha các anh chị. Còn trong trường hợp các anh chị mỗi lần kích hoạt, các anh chị chỉ cần nổ máy, các anh chị kích hoạt một lần thôi, nó sẽ ở trong chế độ đó là chờ trong suốt quá trình các anh chị di chuyển luôn. Còn để kích hoạt nha, thì ở đây Khánh xin phép là sẽ đưa xe tiến tới vị trí B này. Đầu tiên em có thể quay lại vị trí này nè, các anh chị nhớ như hồi nãy Khánh vừa mới giới thiệu ha. Khánh sẽ chuyển qua chân ga nè, qua chân ga thì phanh tay sẽ tự động nhả nè. Rồi, ok nhả ha. Rồi, tới tiếp theo, ví dụ trong trường hợp là ở phía trước sẽ là một cái đèn đỏ đi, Khánh sẽ dừng lại ha. Rồi, ở đây sẽ là một vị trí đèn đỏ nè, Khánh sẽ đạp chân thắng về tới không. Auto hold được kích hoạt. Ở đây chuyển sang màu xanh, xanh lá cây nha các anh chị. Từ màu trắng sang màu xanh lá cây. Thì ngay vị trí lúc này, về nguyên tắc lái xe số tự động càng số ở vị trí D thì xe sẽ tiến tới và các anh chị bắt buộc phải giữ chân phanh. Còn nếu không muốn giữ thì các anh chị phải về N, đúng không ạ? Rồi, còn nếu mà trong trường hợp Khánh để D luôn, auto hold vẫn được kích hoạt nè, Khánh sẽ thả chân thắng ra, xe vẫn giữ nguyên ha, không hề di chuyển. Rồi, nó sẽ tương tự với cái phanh tay điện tử, thì các anh chị cần đạp nhẹ chân ga thì xe sẽ tiến tới. Trong trường hợp mà các anh chị để cái thời gian auto hold quá lâu á, thì auto hold sẽ chuyển thành phanh tay và kéo phanh tay cho các anh chị. Hoặc là trong trường hợp các anh chị thả seatbelt ra. Đây, khi mà anh chị thả seatbelt ha, là auto hold nó sẽ chuyển thành đó là phanh tay điện tử của mình luôn. Đấy ha, giúp cho cái việc mình lái xe nó an toàn hơn rất là nhiều. Đấy, khi mà nó đã lên được tới tự động rồi á, thì mọi thứ nó tính toán á, nó sẽ giúp cho mình lái xe an toàn hơn, tránh những tình huống mình quên. Chắc chắn là những cái mà Khánh nói, ví dụ như mình thả seatbelt ra khi mà vẫn còn auto hold á, ở ngoài thực tế thì rất là ít, nhưng mà khi mà xảy ra thì nó có cái tính năng chuyển đổi từ auto hold sang backing luôn, đó là phanh tay điện tử kéo lên luôn, thì rất là an toàn, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo đó là một cái câu hỏi mà Khánh nghĩ là rất là nhiều chiếc xe mà có phanh tay điện tử thì trong quá trình mà lái xe, ví dụ Khánh chở một đứa con nít nó hơi phá chẳng hạn, nếu mà nó ngồi ở vị trí này mà lỡ trong quá trình mình chạy kéo phanh tay này lên thì xe mình có bị dừng hay không, thì Khánh và các anh chị sẽ cùng test để xem là nó có được kéo phanh tay như cái việc là mình đạp phanh chân hay không nha. Rồi, ở đây Khánh sẽ chuyển từ, ở đây vẫn là vị trí D này, Khánh sẽ đạp chân ga thôi ở đây và chạy nè. Với chạy Khánh sẽ cho một cái tốc độ tương đối thôi, không quá cao để tránh nguy hiểm ha. Ở đây tầm khoảng 10 nè, Khánh kéo nè. Đó, thì với thực tế là khi mà các anh chị kéo ổn phanh nha, nó giống hệt cái việc là mình kéo bằng phanh cơ thôi, mà bây giờ là mình một nút bấm. Cho nên khi mà các anh chị chiếc xe của mình trang bị cái phanh tay điện tử này, không riêng gì chiếc Xpander mà những cái phiên bản cũng như những dòng xe khác, các anh chị lưu ý cái này giúp Khánh ha, là có cái phanh tay điện tử này thì hạn chế cho em bé ngồi ở hàng ghế phụ, thì tránh cái trường hợp mà rủi ro xảy ra đó là cái xe bám đuôi ở phía sau. Ở cái giao thông Việt Nam của mình thì có khoảng cách đó, an toàn của những cái chiếc xe gần như là không có đảm bảo an toàn lắm, cho nên là rất là dễ xảy ra những cái tình huống mà xe phía sau sẽ tông đít cho các anh chị. Trong trường hợp mà anh chị kéo đây, anh sẽ giả dụ nè, ở đây ha, anh sẽ quay đầu lại, quay đầu luôn, anh sẽ đi tới nè. Trong tình huống này nè, đây nè, kéo phanh tay nè, đây các anh chị thấy không ạ? Nó kéo nha, chứ không phải là không kéo đâu nha các anh chị. Đấy, các anh chị có bấm một lần hay là các anh chị giữ á, thì nó vẫn kéo nha, chứ không phải là các anh chị chỉ nhấp một lần á, là nó không kéo đó. Cho nên là các anh chị lưu ý. Còn cái một cái phần lưu ý nữa đó là auto hold. Với auto hold á, nó sẽ không được kích hoạt khi mà các anh chị lùi xe. Ở đây nha, đây nè, Khánh chuyển về không luôn nha, auto hold vẫn ở vị trí đèn sáng nè. Rồi, cái màu trắng nè vẫn vị trí chờ nè, xe tốc độ không nè. Nguyên tắc như nãy Khánh nói là
sẽ giữ giữ phanh tay nếu ở vị trí D đúng không? Nhưng mà Khánh thả chân ga ra nè, xe vẫn chạy nè các anh chị, vẫn lùi nè, vẫn lùi nè, nó sẽ không kích hoạt nha. Đây Khánh nghĩ đó là một cái tính năng mà nó sẽ chính xác hơn. Còn nếu mà trong trường hợp mà các anh chị lùi á, mà auto hold cứ kích hoạt hoài á, thì chắc chắn là mình không lùi được rồi. Nên các chị cũng yên tâm. Cũng có một số khách hàng lúc trước chạy những cái dòng xe mà tương đối chút xíu có phanh tay điện tử thì hỏi Khánh những câu hỏi này rất là nhiều trên kênh của Khánh, cũng như trong quá trình Khánh tư vấn xe. Thì trong video ngày hôm nay Khánh đã giải đáp gần như hết là những cái thắc mắc về cái phanh tay điện tử cho các anh chị rồi. Nếu các anh chị thấy video này hay thì hãy cho Khánh một like, một lượt share và nhớ đăng ký kênh của Khánh để nhận được những video mới nhất. Trong quá trình các chị xem video không hiểu điểm nào hoặc là còn những điểm nào thắc mắc thì hãy để lại bình luận phía dưới để Khánh tổng hợp lại những cái câu hỏi của anh chị và giải đáp cho anh chị bằng tin nhắn, hoặc có thể là ra những cái video trực tiếp như thế này để trả lời các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã xem hết video. Nếu anh chị thấy video này hay hãy cho Khánh được like, một lượt share và nhớ đăng ký kênh của Khánh để nhận được những video mới nhất. Nếu anh chị nào cần tư vấn, hỗ trợ cũng như mua các dòng xe của Mitsubishi thì hãy liên hệ vào số hotline bên dưới. Cảm ơn các anh chị đã xem hết video. Xin chào. Đón xem, Khánh sẽ hướng dẫn cho các anh chị thay lốp dự phòng cho chiếc Xpander phiên bản 2022 này nhé. Ngày hôm nay Khánh cũng sẽ làm luôn và cũng sẽ sớm ra clip cho các anh chị. Rồi, xin chào các anh chị.